tăng ngay 2N kết hợp cùng với lại smartphone, liệu có khả thi không nhỉ? Hoàn toàn là khả thi nha mọi người. Ở đây thì mình đang có một chiếc dongle đó. Chiếc dongle này thì nó sẽ biến chiếc smartphone của bạn thành một cái chiếc máy nghe nhạc tầm cỡ đấy nhá. Và chiếc dongle này đến từ thương hiệu BB Hi-Fi có tên mã là TC44C. Và phụ kiện của em nó đi kèm thì chúng ta sẽ có là hai cái dây cho smartphone Android cũng như là iPhone. Đó, các bạn có thể thoải mái kết hợp nó với lại Android hoặc là iPhone tùy ý. Cùng với đó là một chiếc bao da nhỏ xinh nữa. Đây thì chiếc bao da này nó được may thủ công và chỉ giới hạn có 600 chiếc thôi nhé mọi người. À, chiếc bao da này nó sẽ giúp bảo vệ cho dongle cũng như là tăng thẩm mỹ cho chiếc dongle chúng ta. Và nó qua một chút về cái nhân vật chính của chúng ta. Đây là chiếc TC44C thì em dongle này được trang bị hai con chip DAC đến từ Cirrus Logic cho khả năng giải mã là PCIe 32 bit và DSD256, cực kỳ là tuyệt vời. Ngoài ra thì đầu ra của chiếc tai nghe này cũng có công suất lên đến là 120 mW tại mỗi kênh, khá là ấn tượng. Nó sẽ giúp chúng ta chơi tốt những chiếc tai nghe khó nhằn như là chiếc IE 900 đằng kia. Và chất âm của em dongle này thì sao? Nó khá là ấm này, dễ nghe và nhất là giải bass rất là gọn gàng, được nhấn một chút vào giải up bass cho nên là nghe nhạc cũng khá là phê. Chốt lại thì với mức giá 3.490.000 các bạn có thể sở hữu em nó. Mức giá này thì là hơi cao một chút đấy, nhưng mà trải nghiệm đem lại thì rất là tốt. Bằng chứng là chiếc dongle này hiện đang cháy hàng tại Samsung Media nhé mọi người.